Chào buổi sáng. Hải Mập TV xin chúc quý vị ngày mới vạn sự như ý cát tường. Hôm nay tôi cùng quý vị sẽ đến với một vùng đất linh thiêng, nơi mà dân tộc Việt Nam đều hướng đến và để cầu may, cầu phúc cho toàn thể gia đình được mạnh khỏe và an khang thịnh vượng, đắc tài sai lộc, vạn sự như ý. Và sau đây, Hải Mập TV cùng quý vị đi đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau lên đường quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và rất mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh bên nhau và đi hết cả một chặng đường dài. Dù có khó nhọc, có vất vả bao nhiêu, nhưng chúng ta cũng sẽ đến bằng được đến nơi mà chúng ta đến. Và tôi chỉ mong rằng luôn luôn cầu chúc cho tất cả quý vị của chúng ta được an lành, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay ekip chương trình chúng tôi đưa các quý vị đi khám phá một nơi tâm linh và linh thiêng nhất tại tỉnh Vĩnh Phúc, một đền thẳng kia là cây đa hàng bằng trăm năm tuổi. Đây là đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiền. Đấy, quý vị ạ, đây là cây đa to. Đây là đền thông, khu vực đền thông. Chào chào cụ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Đây là chùa Thiên Ân. Chùa Thiên Ân. Mong đợi cậu ạ. Đây là nhà sắp lễ, những ngày lễ hội chật cứng sân điện luôn. Và hôm nay chúng tôi ekip chương trình và Hải Mập đi ghi lại những con đường hiểm bí nhất từ trước cái này, mà ngày xưa thời cha ông cũng thường đi lên để kính lễ mẫu ở con đường mòn ấy. Và sau đây mời tất cả quý vị cùng Hải Mập khám phá nhé. Đây là đường cáp treo, nhưng chúng tôi sẽ không đi đường cáp treo mà tôi đi hướng đường mòn. Đây là con đường mòn mà ngày cách đây hàng hơn 20 năm về trước, Hải Mập cũng đã từng bước chân lên đây để dâng hương cho mẫu. Và vẫn còn suối này, vẫn những dòng nước chảy thanh thang này, nước thơ, tiếng nước chảy trong veo, và đem một nguồn nước chảy đến trên thượng nguồn chảy xuống. Nước trong vắt luôn.
âm thanh tiếng nước rất là chảy xiết, mang lại chúng ta một cái cảm giác rất là bình an. Đây là ekip của Hải Mập. Đây. Cái ngày bình thường này là nó ít bán hàng rồi chị nhỉ. Đây họ. Ngày xưa mà hơn chục năm, hai chục năm trước chị em đi khu này rất là đơn giản. Những chú gà này rất là tuyệt vời. Gà này ăn thơm ngon lắm chị nhỉ. Chắc. Vâng, cả đôi. Ngày xưa chị có hay lên trên này hay lấy củi không? Vâng, đây rất nhiều củi. Vâng. Đấy, măng trên kia. Đấy, đây măng rừng đây. Mùa này có măng rang, măng rừng, măng rang rừng, còn măng mùa măng sạt thì đến tận tháng... Chị đi trước đi, chị dẫn đường, chị đi trước đi. Chị là người dân bản địa, chị phải đi trước. Không phải em làm sao biết đường đi. Đấy, chị Giang. Chị Giang là người rất là... người phụ nữ rất tuyệt vời ở đất Định Ninh Thiêng này. Chị là người dân bản địa, sinh sống đây từ nhỏ. Bây giờ chị là người dẫn đoàn đi xưa đi lấy măng này, lấy củi này, khu cho nằm thắng cảnh về tâm linh này. Đây, cái suối này bọn chị gọi là suối chủ dọ, suối chủ dọ. Ừ. Đấy, chủ dọ nước chảy xiết. Ừ. Đấy, ngày xưa con cầu này là không có. Gọi là chủ dọ là cái ván đây là cái chủ dọ đấy. Đường mòn thôi. Chủ dọ. Vậy cái bậc đá đi thôi. Ngày hôm nay nhân dân địa phương đã cải tiến rất nhiều và đã làm thành cả con cầu sắt. Hải Mập xin kính chào quý khách, kính chúc khách một ngày mới vạn sự như ý, đắc tài sai lộc, cầu được ước thấy, vạn sự tuyệt vời đến với tất cả quý vị chúng ta. Và sau đây chúng ta cùng Hải Mập đi lên một ngọn núi cao nhất để chiêm ngưỡng sự vẻ đẹp và thanh tịnh, đem lại bình an cho tất cả muôn dân. Tất cả quý vị cùng ekip của Hải Mập đi nhé. Suối nước đẹp như mơ. Suối chở rõ đấy. Sơn thủy hữu tình tuyệt vời luôn. Chốn Ninh Thiêng sẽ đem lại sự bình an trong muôn loại. Nước chảy trong veo như tiếng đàn bên tai chúng ta. Đây là một khu thác nhỏ ở khu vực con đường đi lên Tây Thiên, nơi mà cụ mẫu chúng ta trước kia đã từng sinh sống khu vực này. Ngày xưa lắm cá cùa lắm. Vâng, rất nhiều cá lắm mà. Cùa nhiều lắm. Đúng rồi. Bây giờ cái đường này chị em mình xuống đường này xem nào. Đấy, đi được mà chị.
là thiên nhiên tạo hóa, đẹp tuyệt vời luôn. Không ai mà có thể là khôn những hòn đá này từ trên núi xuống được, đúng không chị? Không ai khôn được. Đều là thiên nhiên tạo hóa hết. Tự. Mà cái nguồn nước này là nó chảy quanh đời luôn nhỉ? Quanh đời, không bao giờ hết. Đúng rồi, quanh đời luôn. Đấy. Lấy đi sao? Quanh đời luôn. Em muốn đi xuống dưới tí mà. Đấy, những hòn đá rất khổng lồ. Đấy, tuyệt vời luôn, luôn luôn đem lại sự an toàn. Đẹp quá quý vị ạ. Thật sự đẹp quá. Đi đường này là rất là dễ, rất là trơn. Rất là trơn trượt. Rất là trơn. Đấy quý vị ạ. Nói chung là tôi được khám phá sang cái bờ bên kia xem có cái gì không. Đây là trong này. Trong này có cái hang. Có một cái hang nhỏ. Có một cái hang nhỏ. Trên này họ đã từng nấu nướng ăn uống ở đây. Đây, hiện ra. Đây là cái, những cái sang chỗ này đi, đến đấy không sang đâu. Ở đây chơi, sang đây. Ăn uống ở đây. Ở đây họ nấu nướng ăn với nhau. Đấy. Đường sang. Đúng vậy. Rất dễ trơn trượt, sẽ làm được mạnh. Thế thôi chị. Cái đường này đi á, là hòn đá nó rất là trượt. Các vị nhá, rất trượt. Nên đi rất cẩn thận. Lấy chị phát cỏ đây để đi. Thế nó thẳng trong con núi kia lên được không? Không, không lên được. Vượt à? Đây vừa rồi. Đi lên trên. Hả? Đi lên trên. Đi lên trên không? Vâng. Cô có cây ngoã đẹp không? Vâng. Đây là cây gì? Quả ngoã chưa? Quả ngoã. Quả ngoã đấy. Quả ngoã. Cái quả được ăn được không? Ăn được. Ăn như thế nào chị? Ngoã ăn. Cứ thế ăn được. Quả này ăn được ăn như nào? Ăn bỏ ra ăn. Quả chín ăn được. Quả chín không? Đấy chín á, quả đấy chín á. Đây quả này chín đúng không chị? À, chín đấy. Chín ăn ngọt mà. Đây ạ. Mùi thơm lắm. Mùi thơm, quả ngoã. Vâng, mùi thơm lắm nhưng mà em chưa ăn bao giờ, chưa dám ăn. Đúng chưa? Ăn được mà. Vâng, mùi rất thơm nhưng mà chưa dám ăn, chưa ăn bao giờ. Vườn hoa. Những cây này khi đến mùa xuân, khi mà đến mùa lễ hội là bà con ở dân bản trên này họ mang dưới họ bán. Cho tất cả du khách đi thăm ngày đô quên này, cái quan của khu vực đền Quốc Mẫu Tây Thiên. Và đây là những vườn hoa lan họ cũng để làm khu vực trưng bày cho phong cảnh cho khu vực cái tâm linh này.
Nước này mát đấy chị nhỉ? Mát, lạnh ngắt. Nước lạnh ngắt luôn. Đặt thủy điện. Nhìn từ xa một bức tranh sơn thủy hữu tình, và nó là những dòng cỏ lau rất đẹp luôn. Đây là một bức tranh sơn thủy rất là hữu tình, rất là đẹp. Nhìn từ đây lên trên kia rất là đẹp chị nhá. Nhìn từ đây lên trên kia rất là đẹp luôn. Trên đấy là gọi là đá liền đó. Trên này là có dân làm việc hàng ngày không chị ạ? Không. À, dân không làm đây, đây là rừng này rừng nguyên sinh rồi. À, nguyên sinh. Vâng. Nên là không thể nào nó khai thác được đúng không? Ta không khai thác Nên là nó có bảo vệ trông. Bảo vệ trông không thể khai thác từ được. Ngày nó thuộc dạng khu vườn nguyên sinh rồi. Đúng rồi. Nước trong vắt luôn. Ngày trước ở đây này em thấy họ hay nắp những cái motor điện này để họ lên lấy điện. Kia. À kia vẫn còn à chị? Đấy. À chính kia là motor điện này. Đấy. À kia đúng rồi. Máy điện đấy. Vâng, máy phát điện. Máy phát điện đây, dòng nước vẫn chảy đây. Đúng rồi. Thế là phải nói là bà con ở trên này họ rất thông minh. Đấy. Họ có thể lợi dụng dòng nước này để họ làm máy phát điện cho chính mình. Phát điện. Để không phải mua điện lưới quốc gia nữa, đúng không ạ? Dòng nước này to này. Vâng. Cái tre trúc này nó có nhiều măng này nhỉ? Đây là cây đây là vào măng Nga, không măng Bắc Bộ. À măng Bắc Bộ đấy, nghĩa là măng Bắc Bộ. Ừ, măng Bắc Bộ nhiều măng đó. Vâng, đây là rất nhiều cây măng này. Tính nhiều cái măng này mình vẫn lấy được để bán đúng không? Vẫn lấy bán phơi. À bán là phơi, là măng ớt, măng khô đấy. Măng ớt, măng khô được hết. Vâng. Đấy. Này, ở đây là gọi là đá liền. Bọn lấy nguồn nước này nằm motor điện. Hai dứa đấy. Đó, họ lấy nguồn nước này là motor điện này. Đó. Rất đẹp. Đây là mảng đá voi, nên là đây là mảng đá hình kiểu như là da con voi, đó. Mảng đá da voi đấy. Cái hố này rồi nhưng rất sâu nhá quý vị nhé, phải nói cực kỳ sâu luôn. Đẹp mê hồn luôn, phải nói là thực sự tuyệt vời. Đây là một phong cảnh rất tuyệt vời tại vùng đất tâm linh này. Còn rất nhiều điều đấy, trên kia là họ trồng mà dứa và cây thanh long đấy, thanh long mọc kín trên cây cao đó.
Vì chúng ta cứ khám phá tất cả những vẻ đẹp của từ thiên nhiên tạo hóa. Nó là ngày xưa đây là con đường mòn, chỉ là đi qua đá thôi chứ không thể có cái cầu như này hay có những cái bậc này được. Nhưng bây giờ người ta làm rất là cải tiến. Đấy. Chị đi. Họ làm rất là cải tiến và bây giờ đây là đường đi bộ thì vẫn rất nhiều người đi bộ con đường này. Vì nếu đi con đường này mà đi bộ, cái nhất về thành kính thành tâm là 100% luôn. Đấy. Còn không thì người ta sẽ đi theo con đường cáp treo. Đây quý vị nghe, đi nghe thấy tiếng nước suối reo có vui tai không? Rất là vui tai. Đấy. Nói là đây là một phong cảnh rất là hùng vĩ. Rất là hùng vĩ. Chị ơi, hàng ngày là chị vẫn phải đi chặt củi này về ạ? Đi chặt củi về, vẫn nấu củi đấy. Nhưng mà bây giờ cái rừng bên này là rừng này là rừng nguyên sinh người ta. Vâng. Không cho chặt củi này. Dạ vâng. Đấy. Bây giờ chị ơi, là mọi người cái nguồn nước này mình vẫn sử dụng để lấy nấu cơm được đúng không chị? Nấu cơm được. Nên nấu cơm được. Nhưng bây giờ đa số là người ta lấy trên đỉnh về. À, lấy từ trên đỉnh từ thượng nguồn về. Đầu nguồn về. Vâng vâng vâng. Lấy đầu nguồn về. Vâng. Đây chỉ là sinh hoạt bình thường, còn ăn thì lấy lên đỉnh nước núi. Đấy, thì khám phá bên trong xem có gì nào. Nhưng mà đi đấy chồn. Đúng quý vị ạ. Đi trải nghiệm khám phá thì phải đi hết. Ai chả đẹp quá. Trong này mà những cái chỗ ngồi này mà để mà là họ ngồi họ nói chuyện với nhau, những cái tảng đá phiến đá này nó đẹp, thực sự đẹp tuyệt vời. Đó. Đó. Rất đẹp luôn. Ôi trời, đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp thế này không? Đấy. Đây nó như là một cái tiểu, như một cái tiểu cảnh nhỏ này. Đây, đây, còn đây, đây rau ngổ phải không chị ơi? Đây, đây phải là cái cây, đây, đây, đây phải là cái cây rau ngổ mà người ta hay ăn phải không chị? Rau ngổ hay ăn. Đây không rau, phải. Đây rau gì ạ? Cái đấy gọi là cây ấy đâu, không mùi phải. Mùi nó hơi khác. Khác, cái đấy không phải cây, đây cây gọi là cây cây rau nước thôi chứ không. À, không phải. À, cây rau kiểu, ngổ. Kiểu nó gọi cái cây rau bèo nước đấy à? Ừ, không phải rau ngổ. À. Không phải rau ngổ. Ôi trời ơi, đẹp cái này á chị. Đây mùi nước nó tràn cao lắm. Đây, đây là đấy, rất là trơn, rất cẩn thận, đi đi phải hết sức cẩn thận. Đó. Tôi mệnh thủy cho nên là tôi rất muốn là nội nước. Đó, tôi mệnh thủy, chỉ cứ đi ở trên cũng được, còn là em mệnh thủy, em thích nội nước. Đó. Ôi chị ơi, đây nhiều trái trái này. Chị ơi, tại sao nhiều con trái trái nó bị mà chết này hay là người ta bảo đây? Con gì á? Con trái trái. Trái trái nhà ta chắc vỏ thôi. Vỏ. À, người ta ăn rồi người ta bỏ đây à? Ừ, vỏ, nhà ta ăn xong người ta bỏ đây. À, đó. Ôi đây, 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 đầu tiên em xác con chăn. Những này đầu tiên phải sắc chăn này. Đi này biết đâu em bắt được con cá nào rồi. Rất nguy hiểm. Nói là đi mà không chắc là ngã như chơi luôn. Ngã như chơi luôn.
Em lên đằng này luôn. Anh à, đây, đây. Đấy. Sao thế rồi? Nói là nếu nay mà đây nếu là vực là rất nguy hiểm. Rất trơn rồi, đá này rất trơn này. Đấy. Rất trơn luôn. Rất trơn luôn. Đấy. Khả năng là đi đi ủng này là sai lầm này. Đi ủng này là sai lầm này. Chưa nữa. Mà như đi lên đấy, chỗ đấy không đi được, lại vẫn phải vực, chỗ vực à? Đấy, đoạn lên kia xong mình lên kia. Ừ, xong rồi. Bây chị em mình vẫn đi qua đây, để sang. Mình đứng góc này được. Rồi chị đi trước, chị đi quen, là em chán đi bao giờ, không được này lúc, chết giờ. Mày mày quá, chụp quả ngã đấy mà ở suối sâu thì chết rồi. Trơn quá chuyện, nó trơn. Trơn đó. Đây. Trơn đi nguy hiểm lắm, đi suối. Trơn lắm. Có rêu mà. Nó có rêu. Có rêu. Trơn lắm. Này, những cái chỗ này trơn lắm. Thì dò cho em cái nhá, nó nước là nguy hiểm đấy. Ngày, ngày xưa phải nói luôn là ngày xưa các chú mấy các chầu đi con đường ngày xưa đi thì vất hơn đây nhiều chứ. Đường toàn đường đất. Chị gánh hàng cho các cô đi hầu á. Làm đường đất thôi, xa lắm. Đi vất lắm. À, những cái cây này nó sống trên đá được chị ạ. Ừ. Nó là trên đá. Nó rất là ấy luôn. Đấy nó sống trên đá này. Quá đẹp. Ừ. Đẹp quá. Đẹp. Chị, cái đường kia là đi đâu đấy? Đâu? Cái đường bên này đi đâu đấy? Đấy, cái đường vẫn đi qua suối đây, nhà ta ghi là nguy hiểm, đi ở đây nó hơi nguy hiểm. Mình có đường khác đi lên không? Đúng không? Đây, có. À, đường to này đúng đây, không? Đây, lên đằng kia. À đúng rồi, mình đi theo cái đường to đấy, kia. Đấy, đường to. Đấy. Đường này không đi được, đường này trơn lắm. Vâng, vâng, đường trơn thôi. Đường này trơn. Rất nguy hiểm thôi. Rất nguy hiểm kia. Vâng. Đấy, nhìn mà nói đồi núi cao chập trùng, đẹp, vút tầm mắt. Đây, mùa hè tắm nhiều lắm. Đi chị ơi, chị em mình lên trên kia đi. Không rồi. Họ gùi những cái đồ rất là nặng, rất đầy. Mỗi cái độ gùi này khoảng 20 kg. Hai bạn này gùi rất là 20 kg. Và hai bạn này đang rất là kiểu như là chán nản á. Do sức khỏe long thể kém cho nên đấy. Còn đây, chị Giang đây, chị Giang đây là người dân bản địa, nhưng là chị vác một bó củi cũng rất là to, nhưng mà chị cũng cảm thấy là cũng rất là bình thường, chị Giang nhỉ? Bình thường. Hay là chị kiểu quen đúng không? Từ đi lên nó bắt đầu mới cao, đúng rồi. Nào, hai đồng chí tiếp tục lên đường được không? Chị đang thở dài. Giờ mà không mang hai cái hùi này đi thì chưa cũng chẳng có đồ để nấu cơm. Đó, nếu mà mang thì các vị cũng rất là mệt. Cho nên là quý vị cứ theo dõi hết video nhá. Vì đây là... À, anh em chị em chúng tôi rất là kỳ công để mà xây dựng ra những cái thước phim tuyệt vời này, mang tính chất là khu vực đất thiêng của tâm linh quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc.
Và sau đây chúng tôi sẽ đi đằng đường bộ. Chứ không lội suối nhiều cả. Nãy tôi bị ngã. Thế tí nữa gì? Nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, nó trơn trượt. Nó mệt. Nó mệt. Nó mệt lắm. Nếu đây là ngày hội thì phải nói là những chỗ này dân bản địa họ bán hàng chật cứng luôn. Nói chung cũng rất là vất vả. Rất là nguyên sinh. Mới đi được khoảng 1/10 chặng đường thôi. Đây là những đồi dứa. Đồi dứa này nó trồng rất nhiều, nó rất nhiều dứa. Đây là một cuộc sống rất yên bình của bà con. Chị ở trên này là có dân tộc gì chị? À, trên này có dân tộc gì? Dân tộc Sán Diều. À, Sán Diều à? Dân tộc mình có biết chài không? Không. À, tôi biết chài, nếu mày mà chài chài em không về nhà thì chết. Không, con biết chài, dân tộc không biết chài. Dân tộc nào biết chài? Dân tộc mèo mường gì đấy. À, mèo mường họ biết chài. Biết chài đấy. À. Làm hôm em lên trên Sơn La, em vào cho tộc mường mà em không muốn về nhà nữa. Tộc mường á, nhà ta chài. À. Họ chài. Chài không về nhà đâu. Đúng rồi. Làm họ làm cho mình cứ kiểu nó cứ ngớ ngẩn ngẩn vậy chị. Đấy. Họ xây dựng được cái công trình như này rất là vất vả. Này vác và đen. Đấy. Thế là chị Giang, dân tộc Sán Diều. Sán Diều. Chị Giang là sinh năm bao nhiêu? Năm 72. À, sinh năm 72 ạ. Họ đang xây dựng. Đó. Này, những cái bậc này nếu là mùa xuân tháng riêng thì lúc nào cũng ngập tràn nước. Ngày trước chị em mình đi cái chỗ này là nó ngập nước đến tận cổ của nó chị nhỉ? Đúng rồi, nhiều nước lắm. Quý vị và nó là một khung cảnh nên thơ trữ tình, dòng nước chảy róc rách luôn êm đềm bên tai chúng ta, một khung cảnh rất là hoàn mỹ, phải nói là đẹp tuyệt vời. Chị ơi, chị có hay lên trên này không? Đây lên bây giờ trước đi bộ đường này thôi, giờ chị không hay đi bộ đường này, đi thôi chị đi giờ đi làm cáp treo hết. À, chị hay đi cáp treo à? Chưa hay, chưa luôn đi cáp treo. Bây giờ có cáp treo các chị nó cũng nhàn nhỉ? Không đi cáp treo, không đi bộ đâu. Vâng, đi cáp treo hết. Đây là một nơi mà hiện tại là những ngày tháng không phải là ngày lễ hội, cho nên là rất là đơn sơ và
Cụ à? À bác, anh à? Anh nhà một mình thôi à? Thế sao không đi xuống về dưới nhà này ở trên này một mình? Sao không về dưới nhà ở đây một mình thế? À chị bắt trong nhà đây à? Ê, chị em đâu? À chị ở dưới núi à? À chị dưới đồng bằng. Còn anh cứ ở trên này trông hông cửa hàng này thôi. Thế anh trông bao nhiêu tháng ở đây? Những tháng, những ngày mà không ấy là cứ ở đây trông cho đến lúc nào đi mùa lễ hội à? Thế cứ ở trên này suốt thôi. Thế chị dành cho anh những cái món gì đấy? Thế đồ ăn thức uống của chị cung cấp cho anh hàng ngày à? Có thế mấy ngày anh về dưới kia một lần? Mấy ngày anh về một lần? Và mỗi ngày anh về dưới xuôi một lần? À toàn xuống nhà một lần. Vâng. Bọn em nay bọn em đi thăm quan khu đất tâm linh chúng ta. Và em chào anh nhé, gặp lại anh nhé. Vâng ạ. Đấy, anh của tôi. Anh sẽ cứ nhìn này sẽ nhớ mày mà. Tối anh ngủ đây có con hùm nào nó xuống nó vồ làm nào? Không có hùm à? À đây à, vâng, em chào anh nhá. Ngủ đây. Vâng. Kiểu như ngủ đông anh nhỉ. Trong thuê quán. Nên là kiểu như là những người này là người đã được trông để thuê. Trông thuê. À trông thuê. Trông thuê cho cái nhà ngay cạnh mà mình để ngay bến xe. Thuê. Đấy, xe ngay bên cái đồ trúc đẹp quá nhỉ. Mang bác bộ. Con núi đi xuống nhỉ. Mang có lối à? À không đi được nữa, nó rào. Đấy. Đẹp quá. À, nó là rừng này, đây. Rừng măng. Đấy, đây nó khóa hết rồi. À. Con núi đi xuống rừng măng đẹp quá. Đó. Rừng măng xem. Không có núi nào đi xuống được. Đây núi này đi được không? Như rào ấy, chẳng nó xuống được. Nó rào, nó xuống. Đây qua cái núi này chẳng đường mà. Núi người ta đóng cửa ấy. Không, đây này chị ơi. Đi qua cái sườn này họ này. Đi được rồi này. Đúng không? Đây. À đây. Đấy. Đó, họ có khoan không? Đấy. Đó, đây là cuộc sống của bà con. Đấy, con đường này nếu mùa lễ hội thì họ vệ sinh sạch sẽ lắm. Đấy, tuyệt vời luôn. Đây là mùa không phải là lễ hội. Đấy, tất cả những mấy chục chứ khu măng trúc này là của gia đình nhà dân người ta quản lý hay là gia đình dân quản lý? Gia đình dân chứ không phải của nhà nước đúng không? Không, dân quản lý, nhà ta trồng hết. Nhưng mà cái đất này họ ở đây là họ có bìa đỏ không hay là họ chỉ là đất? Đất không có bìa đỏ. À đất người ta giữ ngày xưa đấy. À nghĩa là đất họ kiểu như cha ông người ta lấn chiếm từ ngày xưa đấy à? À cha ông người ta làm từ ngày xưa. Người ta khai. Bây giờ là nhà ta giữ. Vâng, cái này cha ông người ta khai hoang từ ngày xưa. Đấy. Đó, đấy, nên là đấy. Em trước khi em đi nhưng mà em chưa xuống những cái khu này bao giờ cả. Đó, phải nói là ngoài này chính là cái suối ngoài này nó cũng rộng chứ nhỉ. À suối trời ơi, cái khu đất này rộng quá. Đất rộng lắm, toàn măng. Đi ra suối đây. Ăn một cái rừng đấy. Ngày xưa toàn rừng sắn rồi đấy. Đấy mà chị ơi, nhưng ví dụ đừng đi như này, nó có nhiều khi nó có kiểu như là rắn rết không nhỉ? Không, ngày này chẳng có. Chắc không có rắn rết đâu chị nhỉ? Không. Các chị đi mãi nó quen, bọn em đi cũng nhiều khi cũng rất là sợ rắn rết. Ừ. Đấy, ôi suối khu này đấy cũng đẹp quá. Thế mà tại sao nhà này người ta không khai thác cái nguồn cái đường cái ra đây mà để mà là lấy cái cảnh suối này. Không, đây không. Mà làm kiểu cảnh du lịch rất là tuyệt vời. Thôi đi chị em đi lên đường trên đi. Đấy, rất nhiều cây măng, cây trúc, cây măng nên khai thác hết. Chị ơi, đây gần đến đỉnh cậu chưa? Gần đến rồi đấy. À, gần đến đỉnh cậu rồi à? Gần đến đỉnh cậu. Đây gọi là suối suối tối. À, đây là suối tối ạ. Gọi là suối tối.
Sao nó cái cục kia mà nó trôi ra tận kia được cái này? Đấy, nó nước to mà. Đấy, nước to trôi nước hẳn to, cái cục ra đây đấy. Đây trôi hẳn kìa, mấy vâng, chỗ. Trôi mấy cục ra. Đấy. Người ta làm lại đấy. Vâng vâng. Ngày trước em đi ở đây là nó nước nó lên tận là còn nó chỉ hở cái đường đi thì còn khoảng độ mới ít thôi. Đấy kia là tháp ga cáp treo. Đấy, ga cáp treo đấy. Cái này là suối tối. Đấy, đây gọi suối tối. À nó tối um lên này gọi là suối tối à? Suối tối. À vì xưa những cái chỗ này nó tối lắm. À nó tối um. Tối um luôn. Vâng. Ta gọi là suối tối. Vâng vâng. Cái suối vừa nãy ngoài kia gọi là suối. Đấy. Phong cảnh mà nói là tuyệt đẹp. Chị đi đi, chị đi đây. Vào giao lưu thôi, chị ơi. Chị em mình có vào giao lưu rồi mới chị cho tiếng. Đấy, dạ. Nương, và đây chị làm trang trại ở đây đấy. Vâng, đây họ làm trang trại. Ừ. Em chào chị ạ. Chị đang làm gì đấy ạ? Chị đang làm làm gì đây? À, chị đây có à? Nương. Nhà chị không nối vào là nối nào? Em tham quan này. Em tham quan vườn là chị tí. Đi đi lên đằng này xong. Chị ra trên tham quan vườn tí. Đấy. Bà con ở trên này sống một cuộc sống rất yên bình nhưng mà lại có tiếng chảy róc rách róc rách của nước suối đây. Tuyệt vời luôn. Ngày xưa cái chỗ này nó không phải là ấy đâu, nó sạt từ trên cái núi về xuống. À nghĩa là trước kia là nó sạt từ cái bên kia là nó là cái đồi mà nó là suối hết. Vâng. Nhưng nó sạt ra thành đất, thành đống ấy. À trước kia là nó là núi nó sạt xuống. Nó sạt xuống, đấy, nó sạt xuống. Vâng vâng. Sạt băng cái kia cơ mà. Vâng. Thôi nhà chị khóa cửa rồi thôi. Khóa cửa. Không đi cổng trên. Đấy đây họ làm khu chụp ảnh. Rất nhiều nước mùa lễ hội. Cái chỗ này đây là một cái đất vùng đất tâm linh nhưng mà rất là giúp cho nhiều người bà con đồng bào là kiếm ra tiền ở đây. Máy cổng đây. À chị ạ, à, chị em tưởng chị không mở cổng. Em vào em tham quan tí. Đấy, chúng tôi vào tham quan là chị. Ừ, chị ơi, chị tên là chị gì? Chị có vẫn vẻ đồng măng này cơ à? Chị Tuế ạ. Vâng. À. Ừ. Vẻ chưa nè? Chuối. Chị ôi chị có bùn chuối, chị có bùn chuối to thế nhỉ? Chị bùn chuối đẹp quá. Bùn chuối này mà ngày Tết thì... Ôi giời, tuyệt vời. Chị tên là chị gì á? Chị Tuế á? À chị Quế à? Ôi chị ơi, cái măng này làm gì? À, đừng có măng ớt đấy à? À, đấy. Đây em giờ biết là đây là nguồn gốc này của nọ măng ớt ngon, tuyệt vời, thơm ngon, đem đến bà con đây. Cay cay nhẹ nhẹ đây. Vâng. Đến đây ao này nhà chị thả cá à? À, biết. À, nguyên rau phi à chị? Ôi nhà chị có cái phong cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Phong cảnh này mà ngày lễ hội và các cháu lên đây chụp ảnh thì tuyệt vời quá. Vâng, đẹp quá. Đấy, cầu này. Cầu này gọi là cầu tình nhân đây. Những đôi yêu nhau lên đây chụp ảnh đây. Đấy, review những đôi yêu nhau. Check in này. Đấy đúng rồi, bắt đầu tôn tạo rồi vì này dịp Tết đến nơi rồi. Này dịp mùa xuân đến nơi rồi, lại mùa gặt hái tiền nhà chị rồi. Đó. Thế chị Quế là sinh năm nay là bao tuổi chị? À chị 63. Hôm qua em cũng gặp một cái bản sinh năm 63 ở trên dân tộc Tày ở trên Hà Giang. Tuyên Quang Hà Giang Na Hàng. Nhưng mà nói chị là 63 em không tin đâu, em tưởng chị mới 53 54 đấy. Và nói chị trẻ tuyệt vời luôn. Vâng, thế chúc chị luôn trẻ nhá. Vâng. Vâng ạ. Đây là nhà chị Quế. Nhà chị làm ở khu vực này là khu vực Hồ Tây. Để những ngày mùa hội mùa xuân để dành cho các đôi trai gái uyên ương đi chơi. Đấy. Còn chị đây là cái này là cáp treo để vận chuyển gì đấy chị ơi? Hàng hóa của mình nhé.
À, chị lấy cửa hàng trên à? Anh à, chị có cửa hàng trên kia à? Không, đấy không có. À. Thì chỉ có đường đi thôi. À, đây, cái này nó vận hành bằng điện hay bằng gì chị? À, bằng điện hết à? Ở trên kia cả. Đấy, phải nói rất là tuyệt vời, rất là thông minh. Rất là tuyệt vời luôn. À, chị chuyển nước cả đây là hoa lan rừng chị ơi. Chị đây là lan rừng à? Chị đây cây hoa lan rừng à chị ơi? À, trời ơi, hoa lan. Nó có ra hoa quanh năm này à chị? Đấy, quanh năm, giáp Tết thì nó mới lại hết. À, giáp Tết này hết thế thì Tết, Tết lên tháng riêng thì chơi thế nào được? À, đỗ quyên. À, vâng. Ôi nhà chị có cái phải nói tuyệt vời, lại có cả một cái xích đu cỡ cao kìa. Đó, ôi giời, xích đu này. Một đôi yêu nhau mà họ ngồi này họ xích đu thì tuyệt vời quá. Chị cầm em với em thử đu, em thử đu thử thế chứ nào. Đây chị cầm thẳng đây hộ em nhá. Đấy, cái cầm thẳng đây của em. Đấy, em tao đu thử xem nào. Dạ. Rất thích. Em mà chàng có. Đấy mà nói. Đu này rất thích nha. Đấy. Bà Trang không? Bà Trang à? À, nhớ về một phút tuổi thơ. Thôi đúng rồi, ngón này em mà nặng quá nó đứt xích của chị thì. em mà đu mà đứt xích của chị thì chết. À, chị lại có cả vườn chanh nữa. Ôi trời ơi, sao mình là chị phong phú thế này. Về quá, về cấy trong thời gian hồi cây và thế nào mọi rất phong phú. Cho đến lúc ăn thì tôi năm nay nói là khó chồng. Đây là ghế để chúng ta chụp ảnh. Ở đây trong này đắm việc suốt ngày là chắc anh Minh lên đây bẻ hay chị bẻ? Cây hoa đỗ quyên. Anh Minh sang đây bẻ hay chị? Cây hoa đỗ quyên. Đấy. Rau cải xanh mướt mướt. Rau này mà đây này, nấu mì tôm ăn ngon lắm đấy, với cà chua. Đó, một cái vườn này mà cái gì cũng có. Ngát thế cả. Vườn chanh. Trên kia quả chanh. Đấy, đây quả chanh sai quả cốt. Ui chanh to thế. Chị ơi, đây nó gọi là chanh yên à chị ơi? Đây chanh yên à? Chanh đào. À chanh gì ạ? Chanh ta đấy. Ừ, chanh ta mà nó to này hả? Ừ. Ôi giời. Chị cho em một quả được không? Đấy, ok. Vâng, em lấy đúng một quả thôi. Em hứa với chị là một quả. Đấy, đấy đúng một quả thôi. Chứ chẳng có măng mọc ấy nhỉ? Vẫn có. Ôi giời, chanh tuyệt vời luôn. Nhưng vẫn có đôi cái. Chanh rất to cao. Thưa vẫn có, nhưng nó mọc ít. Chanh. Năm nay mất mùa, nó chưa lắm. Mọi năm nó cứ có vài bới cứ để đống kia kia ném đống lại này là bao nhiêu chỗ rồi, nhưng mà năm nay nó cầm cái tải đây kít được tiền đúng cái chỗ nhà chị trên này chỗ đây chẳng đầy măng à đây, đây là rất là hoa đỗ quyên thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời những cảnh hoàn hảo. Ôi dồi ôi, bao giờ mới lên đền giấc mơ đền thượng à? Vâng, thôi em chào chị nhá. Hẹn gặp lại chị ở chương trình sau. Vâng. Dạ vâng ạ, em chào chị nhé. Dạ vâng. Đây quý vị, một mô hình quy mô thu nhỏ du lịch sinh thái như thế này. Mặt đất tâm linh, Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Đấy cá này. Rất nhiều cá. Cõng cổ nghiêng ngặt chết này. Đằng cá vàng. Đấy, cá vàng. Cá to chị. Bên này ngăn bên này. Phải có nước chảy đi chứ đúng không? À, bên này lại thả cá cảnh à? À, sao lại thả đây? Trước kia, Hải Mập cũng đã từng đi Tây Thiên một con đường đi bộ nhưng không khám phá hết vào. Đấy, chưa không lên thôi. Hộ dân như thế này. Hôm nay thật sự là được. Mở rộng tầm mắt. Nấu, có chỗ nào nấu cơm. Tầm mắt. Hai người đàn bà nữa kìa. Đó, cái cổng rồi đấy. Cái củ giấy anh ở đây củ giấy à anh? Hả? À, cái củ giấy này mình khai thác làm gì anh? À, nghĩa là trước phải xương khớp. Vâng vâng, ôi, tuyệt vời nhỉ. Đấy, nay em thấy có củ giấy to mà nó thế này đấy. Vâng vâng. Vâng, đây em chào anh nhá. Vâng. Vâng vâng, hẹn gặp lại anh. Đó. Em đi đây. Họ có một cuộc sống rất là yên bình, mặc dù có tiếng nước trong veo, nước suối reo âm vang,
cả đất trời, nhưng rất là bình lặng, một cuộc sống rất là bình yên. Họ không có một cái điều gì, họ không đầu óc của họ luôn tuyệt vời, luôn trong sáng, và họ không có một cái sự khát vọng lớn như những người vùng xuôi. Họ chỉ cần có một cuộc sống bình an, một bình yên, và không quan trọng giàu nghèo, họ chỉ cần có một cuộc sống hạnh phúc, và luôn luôn họ sống hòa nhã với những khách, quý khách đến đây, và họ luôn luôn đón tiếp chúng ta nồng hậu. Đấy, quả mít, có cây mít, quả mít nha. Trên này nhiều cây, có mít quá. Đấy, chị em mình đi đường dưới đi. Vâng. Đây, đi vào đây ấy thôi, xong quay ra thôi, không đi. Vâng, vâng, vâng. Để em muốn thăm khám. À, muốn chiếm ngưỡng tất cả. Ô, đây cây vú sữa chị nhỉ? Có cây vú sữa to chưa? Cây này mà ở dưới quê em thì rất thích lắm. Chị lúc nãy là hơn 60 mà trẻ quá. Hơn 60. Chị trẻ quá. Chị ở nhà chị ở ngay cổng của nhà chị ở ngoài đấy. À đấy ạ. Đối diện cổng nhau. Nhà mặt trên mặt dưới. Ai vậy? Dạ? Cái pho tượng gì kia chị ơi? Mặt giới. À. À pho tượng của ông mặt giới. Giới sư phụ, phụ trôi hết đời. À. Còn mới bắt giới đứng lại. Cơ bản là thì ông bắt giới bụng ông to. Bụng ông to cho nên ông mới tồn tại được đến giờ. Trôi à? Đấy. Đẹp quá. Đây bắt đầu là chị em tôi là chuẩn bị lên đến cậu rồi. Đấy, chuẩn bị lên đến cậu. À, chúng tôi đã lên đến đỉnh cậu, chuẩn bị lên đỉnh cậu rồi. Đây là đi cáp treo. Đấy, đu đủ. Đấy. Những trái đu đủ tròn xoe và mụn mĩnh. Những trái đu đủ tròn cứ như là hải mập. Đây đu đủ này như hải con. Ui tròn chưa này. Đấy, trái đu đủ tròn xoe. Nào trái đu đủ tròn thế chứ tròn như hải mập. Tròn như hải mập. Chị đây là cây nghệ à? Anh đây là cái gì đây? Không, lá chít, gói bánh. À, cái lá chít, lá chít. À, lá chít. Tôi đã đi nên đến cho bên đến đường cậu. Đây là cáp treo. Mặc dù khách không có nhưng họ vẫn phải vận hành quý vị ạ. Không phải. Cối. Như hồi cối lại ạ. Phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, nơi đất đất thiêng của Vĩnh Phúc. Khách hàng không à? Khách hàng không? Khách okay. Không? Nằm này đẹp quá. Quá đẹp.
Leo lên tận đâu mới nướng. Ai biết đời nấu được. Ông ngựa dâng cậu đây. Ông ngựa dâng cậu. Con chào bà. Con chúc bà là chuẩn bị vào mùa xuân này, bà hàng hóa này nhộn nhịp rồi. Ông à, vâng ạ. À, không, chúng con đi vắng cảnh ạ. Vâng, chúng con đi vắng cảnh. Mua chai nước. Vâng, chúng con đi vắng cảnh ạ. Chào chị. Đây là phong cảnh đền cậu. Đây là phong cảnh đền cậu. Trên rừng không thiếu việc củi, nhưng mà việc vẫn phải mang củi. Mang lên củi, người ta gọi là mang củi về rừng đấy. Gọi là mang củi về rừng. Vâng, bà. Đây là đền cậu bây giờ khang trang hơn ngày xưa. Ngày xưa ngôi đền cậu rất là nhỏ gọn. Đấy, bây giờ đền cậu nó rất tuyệt vời luôn. Thôi đền cậu, con nãy cậu. Nãy cậu. Hôm nay con chỉ đi qua cửa cậu thôi. Con hướng cậu rồi. Chào bác ạ. Đây không phải đền cậu. Bắt lên thôi chứ nào đấy. Tưng đây. Đấy là. Bóc phá đấy. Đây em ơi tặng cho hai bác ở trên đi. Tặng quà em mang đi, không phải bán, xem vào kênh của Hải. Đây không có sắp lễ. Hải Mặt TV này. Đây là giếng. Hải Mặt TV này. Đấy, xem các chương trình. Vâng, con chào cậu nhé. Con chào cậu. Vâng. Chào cậu.